cảm giác tiêu cực về thân thể. Câu hỏi, tôi không thích bản thân mình, đặc biệt là thân thể mình. Nếu bạn có ý tưởng nào đó về thân thể phải như thế nào, bạn sẽ khổ. Thân thể là như nó đáng phải thế rồi. Nếu bạn có ý tưởng nào đó bạn sẽ khổ, cho nên vứt cái ý tưởng đó đi. Đây là thân thể mà bạn đã có, đây là thân thể mà Thượng Đế đã trao cho bạn. Dùng nó, tận hưởng nó. Và nếu bạn bắt đầu yêu nó, bạn sẽ thấy nó đang thay đổi. Bởi vì nếu một người yêu thân thể mình thì người đó bắt đầu chăm sóc, và sự chăm sóc đưa tới mọi thứ. Thế thì bạn không tổng vào nó những thức ăn không cần thiết, bởi vì bạn chăm sóc. Thế thì bạn không bỏ đói nó, bởi vì bạn chăm sóc. Bạn lắng nghe các yêu cầu của nó, bạn lắng nghe những hướng dẫn của nó, điều nó muốn, khi nó muốn. Khi bạn chăm sóc, khi bạn yêu mến, bạn trở nên hòa hợp với thân thể, và thân thể tự động trở nên tốt. Nếu bạn không thích thân thể mình, điều đó sẽ tạo ra vấn đề, bởi vì thế thì từ từ bạn sẽ trở nên dửng dưng với thân thể, bỏ quên lãng thân thể, bởi vì ai chăm nom cho kẻ thù. Bạn sẽ không nhìn vào nó, bạn sẽ né tránh nó. Bạn sẽ dừng việc nghe thông điệp của nó, và thế thì bạn sẽ ghét nó hơn. Và bạn đang tạo ra toàn bộ vấn đề. Thân thể chưa bao giờ tạo ra vấn đề nào, chính tâm trí mới tạo ra vấn đề. Bây giờ, đây là ý tưởng của tâm trí. Không con vật nào khổ từ ý tưởng về thân thể, không con vật nào, thậm chí không một con hà mã nào. Không con nào khổ cả, chúng hoàn toàn hạnh phúc bởi vì không có tâm trí để tạo ra ý tưởng, bằng không con hà mã sẽ nghĩ, sao mình lại giống thế này? Không có vấn đề trong nó. Vứt bỏ ý tưởng này đi. Yêu thân thể bạn, đây là thân thể bạn, đây là món quà từ Thượng Đế. Bạn phải tận hưởng nó và bạn phải chăm sóc nó. Khi bạn chăm sóc, bạn luyện tập, bạn ăn, bạn ngủ. Bạn làm mọi sự chăm sóc bởi vì đây là nhạc cụ của bạn, cũng giống như chiếc xe bạn lau, bạn lắng nghe mọi tiếng rù rù để biết liệu cái gì đó có đi sai không. Bạn chăm sóc ngay cả đến một vết xước trên thân thể. Chăm sóc lấy thân thể và nó sẽ đẹp tuyệt vời, nó vậy đấy. Nó là cái máy đẹp và phức tạp thế, vậy mà làm việc hiệu quả tới mức trong 70 năm nó cứ liên tục vận hành. Dù bạn ngủ hay thức, nhận biết hay không nhận biết, nó cứ vận hành, và vận hành im lặng thế. Cho dù không có sự chăm sóc của bạn nó vẫn cứ vận hành, nó cứ làm việc phục vụ bạn. Người ta nên biết ơn thân thể. Thay đổi thái độ của bạn và bạn sẽ thấy rằng trong vòng 6 tháng thân thể bạn đã thay đổi hình dạng của nó. Điều đó cũng gần giống như khi bạn yêu một người đàn bà và bạn thấy cô ấy lập tức trở nên đẹp. Cô ấy có thể không chăm sóc thân thể mình cho tới khoảnh khắc này, nhưng khi một người đàn ông yêu cô ấy bắt đầu chăm sóc. Cô ấy đứng trước gương hàng giờ bởi vì ai đó yêu cô ấy. Cùng điều đó xảy ra, bạn yêu thân thể mình và bạn sẽ thấy rằng thân thể bạn đã bắt đầu thay đổi. Nó được yêu, nó được chăm sóc, nó được cần tới. Nó là cái máy rất tinh tế, mọi người dùng nó rất thô lỗ, bạo hành. Thay đổi thái độ của bạn rồi xem.